Sau hơn 70 năm yên tiếng súng, bán đảo Triều Tiên đang nghe một kịch tính. Nhiều người vẫn lo ngại về cái gọi là đêm trước của chiến tranh giữa hai miền bán đảo. Đáng chú ý, Triều Tiên đột nhiên hành động bất thường bên trong vùng đệm Liên Triều. Hàn Quốc báo cáo Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông. Tình hình cụ thể ra sao? Giữa lúc đó, căn cứ không quân Nga ở Crimea bốc cháy sau đêm thứ hai bị Ukraine tập kích. Hạm đội xuồng không người lái của Kiev thẳng tiến lấy Crimea là mục tiêu. Trung Đông diễn biến khôn lường, rót thêm lửa vào cục diện xung đột thế giới. Israel điều tra vụ nổ súng bên cạnh đại sứ quán ở Stockholm. Tại Gaza, IDF tuyên bố mở rộng quyền kiểm soát ở vùng Jabalia. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật buộc Tổng thống Biden gửi vũ khí đến Israel. Diễn biến khác, Nhật Bản nổi giận khi Nga, Trung đưa nước nhiễm xạ vào tuyên bố chung. NASA lạc quan về một tương lai hợp tác không gian đầy hứa hẹn với Hàn Quốc. Công nhân Ấn Độ khổ sở mưu sinh giữa lò lửa 41 độ. Tất cả sẽ có trong chương trình tin quốc tế hôm nay. Phi Yến chào mừng quý vị cùng đang theo dõi tin quốc tế ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, có hay không việc Triều Tiên gửi vũ khí cho Nga để tiến hành cuộc chiến tại Ukraine? Đây vẫn là chủ đề gây tranh cãi trong chính trường thế giới trong suốt thời gian qua, bất chấp cả hai nước này đều đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc. Giữa lúc đó thì căng thẳng bên bán đảo Triều Tiên vẫn âm ỉ. Một nguồn tin quân sự Hàn Quốc trong hôm nay ngày 17 tháng 5 cho biết, Bình Nhưỡng đang có động thái lạ bên trong khu phi quân sự DMZ, ngăn cách hai miền Triều Tiên. Tình hình cụ thể thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Hãng tin Yonhap trích dẫn nguồn tin cho biết, quân đội Hàn Quốc gần đây đã phát hiện Triều Tiên triển khai hàng trăm nhân viên để rải mìn và gia cố hàng rào dây thép gai tại nhiều địa điểm, cũng như tiến hành các hoạt động tăng cường khác bên trong vùng đệm Liên Triều, chủ yếu tập trung ở tiền tuyến phía đông và miền trung. Phía Bình Nhưỡng đang tiến hành nhiều hoạt động khác nhau tại 4 đến 5 địa điểm bên trong khu vực DMZ. Khoảng 100 đến 200 nhân viên đã được huy động theo từng khu vực, nguồn tin cho biết. Việc Triều Tiên tiến hành các hoạt động quân sự trong khu vực này được đánh giá không phải là hành động bất thường. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc cho biết vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình vì phía Bình Nhưỡng được cho là đã huy động nhiều quân hơn năm ngoái. Nguồn tin còn tiết lộ Triều Tiên cũng đã đưa thiết bị hạng nặng vào bên trong DMZ, một động thái có thể vi phạm Hiệp định Đình Chiến, chấm dứt giao tranh trong chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953. Một quan chức tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, quân đội nước này đang giám sát chặt chẽ hoạt động của quân đội Triều Tiên và hợp tác chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc để theo dõi các diễn biến trong khu vực DMZ. Quan chức này cũng từ chối tiết lộ thêm thông tin vì lý do an ninh. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quân đội Triều Tiên được cho là đã cài đặt chất nổ trên các tuyến đường nối hai miền Triều Tiên kể từ cuối năm ngoái, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố vào tháng 11 năm ngoái rằng họ sẽ khôi phục tất cả các biện pháp bị tạm dừng theo Hiệp định Quân sự Liên Triều năm 2018 nhằm giảm căng thẳng. Chưa dừng lại ở đó, cũng trong chiều nay ngày 17 tháng 5, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía đông nước này. Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS đang phân tích tình hình và chưa thể cung cấp thông tin cụ thể. Trước đó cùng ngày, Triều Tiên lên tiếng phản đối mạnh mẽ cuộc tập trận chung trên không của Hàn Quốc và Mỹ ngày 16 tháng 5, có sự tham gia của các máy bay chiến đấu tàng hình. Cuộc tập trận này được tiến hành ở miền trung Hàn Quốc. Trong đó, hai chiếc F-35A của Hàn Quốc và hai chiếc F-22 Raptor của Mỹ được triển khai. Triều Tiên cũng đồng thời cảnh báo Hàn Quốc và Mỹ có thể đối mặt với hậu quả thảm khốc nếu hai nước này tiến hành cuộc tập trận chung thường niên Lá chắn tự do Uchi UFS vào tháng 8 tới. Hồi cuối tháng 4 vừa qua, Bình Nhưỡng đã triển khai đạn pháo siêu lớn 600mm, được coi là tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông. Căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian qua, khi hai bên đều coi các động thái của phía còn lại là hành vi khiêu khích. Hàn Quốc phản đối các vụ thử vũ khí của Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng chỉ trích Seoul về các cuộc tập trận chung với Mỹ. Trở lại với những diễn biến trên chiến trường Đông Âu, thưa quý vị. Theo các báo cáo mới nhất, thì căn cứ quân sự của Nga ở Crimea đã bốc cháy đêm thứ hai liên tiếp sau khi Moscow cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa liên tiếp vào bán đảo do Nga kiểm soát. Hãng tin độc lập Astra của Nga dẫn các nguồn tin giấu tên trong các cơ quan ứng phó khẩn cấp ở Crimea cho biết sân bay Belbek
gần thành phố cảng Sevastopol ở rìa phía tây Crimea, nơi đóng quân của hạm đội Hải quân Biển Đen Nga lại bốc cháy. Đoạn phim được trang này chia sẻ cho thấy một đám cháy nhưng không thể xác minh chi tiết. Dữ liệu do Hệ thống Quản lý Tài nguyên Thông tin Hỏa hoạn FIRMS của NASA chuyên phát hiện các đám cháy trên toàn cầu công bố cho thấy một số vụ cháy ở khu vực sân bay Belbek trong 24 giờ qua. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận trong một tuyên bố rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công các cơ sở không xác định vào khoảng 11 giờ tối theo giờ Moscow vào tối ngày 15 tháng 5. Moscow cho biết 5 tên lửa đã bị lực lượng phòng không Nga phá hủy trên bầu trời Crimea. Một số blogger quân sự có ảnh hưởng của Nga đã đưa tin về cuộc tấn công do Ukraine tiến hành trong đêm thứ hai ở Sevastopol. Một tài khoản cho biết có tới 12 tên lửa tầm xa đã được triển khai hướng về phía thành phố. Vào rạng sáng 15 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Moscow đã đánh chặn 10 tên lửa của hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS do Mỹ cung cấp bắn vào Crimea trong đêm. Mỹ đã trang bị cho Kiev một số loại tên lửa ATACMS khác nhau để giúp Ukraine có khả năng tấn công các khí tài có giá trị cao của Nga ở sâu phía sau tiền tuyến. Thống đốc vùng Sevastopol do Nga bổ nhiệm, Mikhail Razvozhev cho biết lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn vào Sevastopol, bao gồm một số tên lửa xung quanh sân bay Belbek. Phong trào ủng hộ Ukraine Atesh hoạt động ở Crimea hôm 15 tháng 5 cho biết kho vũ khí ở sân bay Belbek đã hư hại. Cuộc tấn công đã dẫn đến vụ nổ kéo dài tại kho tên lửa và vũ khí đạn pháo chính, gây thiệt hại đáng kể cho hạ tầng sân bay Belbek. Các vụ nổ khác cũng gây thêm tổn thất trên khắp sân bay. Kho vũ khí bị tấn công là nơi chứa hầu hết bom và tên lửa được sử dụng cho các máy bay ném bom chiến đấu Su-27, Su-30 và MiG-31. Đây là những chiếc máy bay từng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Alexander Sheba, cựu đại sứ Ukraine tại Áo, cho rằng nhiều máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không S-400 và có thể là một hệ thống tên lửa chiến lược đã bị phá hủy tại sân bay Belbek trong 2 ngày. Các bức ảnh được lan truyền rộng rãi trên mạng hôm 15 tháng 5 dường như cho thấy một radar S-400 bị hư hại. Trước khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, không quân Nga thường bố trí từ 20 đến 40 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom thường trực tại Belbek. Căn cứ không quân Belbek ở thành phố Sevastopol hiện là nơi đồn trú nhiều máy bay chiến đấu hiện đại, bao gồm Su-27, Su-30 cũng như MiG-31. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, nhiều hoạt động tác chiến đường không của quân đội Nga đã được tiến hành từ căn cứ chiến lược này, gây ra thiệt hại lớn cho phía Ukraine. Căn cứ không quân Belbek từ lâu đã được coi là mục tiêu hàng đầu của Ukraine. Với việc nhận được tên lửa ATACMS tầm xa, có dự đoán cho rằng Kiev sẽ tăng cường tấn công cơ sở chiến lược này. Các mục tiêu tấn công của tên lửa Ukraine bao gồm Crimea, bán đảo Nga đã tuyên bố sáp nhập năm 2014 và có ý nghĩa quan trọng về mặt quân sự tại chiến trường Ukraine. Crimea đã được củng cố mạnh mẽ trong 10 năm qua và bán đảo này có vai trò quan trọng trong chiến lược của quân đội Nga. Đây là nơi có cảng Sevastopol tiên tiến, khu vực đặt trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga. Crimea cũng có vai trò là trung tâm hậu cần và tuyến đường cung cấp quân sự quan trọng đến miền nam Ukraine, đồng thời là nơi Nga phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái tấn công các mục tiêu của Kiev. Ukraine trong thời gian qua đã thực hiện nhiều vụ tấn công vào Crimea và tuyên bố đã làm suy yếu hạm đội Biển Đen của Nga. Kiev cũng tấn công vào cảng Sevastopol và cầu Kerch, nối đất liền Nga với bán đảo Crimea. Tiếp tục cập nhật tình hình, hãng tin RT trích dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 5 cho biết có ít nhất 3 nhóm xuồng không người lái của Ukraine đã bị phát hiện đang tiến về bán đảo Crimea. Trực thăng của hạm đội Biển Đen đã được triển khai để đối phó bắn chìm 15 chiếc xuồng của phía Ukraine. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, đợt tấn công đầu tiên của Ukraine diễn ra vào lúc 14 giờ chiều ngày 16 tháng 5 theo giờ địa phương. Trực thăng của hạm đội Biển Đen đã sử dụng súng máy gắn trên trực thăng bắn chìm 11 chiếc xuồng không người lái. Khoảng 1 giờ sau, một chiếc xuồng khác lại bị phát hiện và tiêu diệt. Vụ tấn công tiếp theo diễn ra vào khoảng 19 giờ 30 phút khi 3 xuồng không người lái bị nhấn chìm. Phi công trên trực thăng đã ghi lại quá trình tấn công một vài chiếc xuồng không người lái nói trên. Thời gian qua, quân đội Ukraine tăng cường tấn công sử dụng máy bay, xuồng không người lái cũng như tên lửa tầm xa do Mỹ và đồng minh cung cấp nhằm vào các mục tiêu của Nga. Trong khi đó, binh sĩ Nga cũng đẩy mạnh thọc sâu vào các cứ điểm phòng thủ của Ukraine trên chiến trường. Kiev thừa nhận tình hình đặc biệt khó khăn tại Kharkov.
Trong vài tháng gần đây, binh sĩ nước này thường xuyên thực hiện các vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào thành phố Belgorod của Nga. Trong bối cảnh đó, RT đưa tin phát biểu tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo quốc phòng NATO ở Brussels vào 16 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Rob Bauer đã kêu gọi các thành viên của khối nên dành ưu tiên cho Ukraine nếu phải đối mặt với lựa chọn giữa việc đáp ứng các mục tiêu năng lực mà NATO đặt ra và gửi viện trợ cho Kiev. Quan chức này cũng cho biết viện trợ bổ sung của phương Tây dành cho Ukraine sẽ không thể đến sớm. Việc mở rộng kho vũ khí có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Ukraine thì không còn nhiều thời gian, quan chức này cảnh báo. Ông nói thêm quân đội Kiev có thể tạo nên kỳ tích nếu được viện trợ kịp thời. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây cũng đã ban hành chỉ thị dành cho các thành viên trong khối, trong đó nhấn mạnh việc viện trợ cho Kiev là ưu tiên hàng đầu. Lời kêu gọi của ông Bauer đến vào thời điểm quân đội Ukraine đang rơi vào tình thế bất lợi trên chiến trường. Vào thứ Sáu tuần trước, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kharkov của Ukraine, chiếm giữ hàng chục thị trấn và làng mạc, buộc Ukraine phải chuyển quân khỏi các mặt trận khác, đặc biệt là vùng Donbass. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã kiểm soát tuyến đường chính giữa Kharkov và Lipsy vào sáng ngày 16 tháng 5. Một ngày trước đó, quân đội Nga cũng đã chiếm làng Rabotino thuộc TP Zaporozhye. Tướng tình báo Ukraine Kirill Budanov cho biết, tình hình ngày càng nguy cấp đối với Kiev. Ukraine liên tục kêu gọi viện trợ từ phương Tây nhằm ngăn cản bước tiến của quân đội Nga. Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ở Kiev vào tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Mỹ viện trợ khẩn cấp các hệ thống tên lửa Patriot với giá trị lên đến hàng tỷ đô la Mỹ, trong đó cần ít nhất hai hệ thống tên lửa này để bảo vệ Kharkov. Hôm 15 tháng 5, tờ Bloomberg cho biết Mỹ chỉ có thể cung cấp một hệ thống tên lửa cho Ukraine. Ông Blinken nhấn mạnh Washington đang làm mọi cách để viện trợ nhiều hơn cho Kiev loại vũ khí hiện đại này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất đi 4 khu vực quan trọng, bao gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye, cùng gần nửa triệu quân sĩ trong cuộc chiến với Nga. Moscow nhiều lần nhấn mạnh không một loại vũ khí nào từ phương Tây có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường. Liên quan đến tình hình Trung Đông, thưa quý vị, truyền thông địa phương đưa tin, Đại sứ quán Israel tại Stockholm đã bị phong tỏa sau vụ nổ súng vào sáng sớm hôm nay, ngày 17 tháng 5. Theo đó, chia sẻ với tờ Expressen, nhân viên báo chí thuộc lực lượng cảnh sát địa phương cho biết, một đội tuần tra đã nghe thấy những tiếng nổ lớn. Khu vực này đã bị phong tỏa ngay sau 2 giờ sáng theo giờ địa phương. Sau đó, vào lúc 6 giờ 30 sáng, cảnh sát đã xác nhận thông tin về một vụ nổ súng trong khu vực. Theo Times of Israel, lực lượng cảnh sát hiện đã được triển khai tại Đại sứ quán Israel để điều tra về vụ việc. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu cơ quan ngoại giao này có phải là mục tiêu của vụ nổ súng hay không. Một cuộc điều tra sơ bộ về tội phạm vũ khí nghiêm trọng đã được tiến hành. Vì viên chức báo chí thuộc lực lượng cảnh sát địa phương đã thông báo với các phương tiện truyền thông rằng một số kẻ tình nghi đã bị giam giữ, tuy nhiên không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Bộ Ngoại giao Israel cho hay vụ việc đang được chính quyền Thụy Điển điều tra, nhưng các thông tin hiện vẫn được giữ bí mật. Tại Gaza, thì quân đội Israel cho biết sư đoàn 98 của lực lượng này đã tiến sâu hơn vào phía bắc Jabalia của Gaza và mở rộng quyền kiểm soát hoạt động tại khu vực này trong ngày qua. Theo đó, trong chiến dịch ở Jabalia, IDF cho biết các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái đã tấn công một kho vũ khí của đối phương, đồng thời tiêu diệt một số tay súng đã phóng súng cối vào quân đội trong khu vực. Trong khi đó, tại Rafah phía nam Gaza, lữ đoàn thiết giáp số 401 của sư đoàn 162 đã xác định và phá hủy một vị trí phóng tên lửa. IDF khẳng định rằng địa điểm này được các nhóm phiến quân sử dụng để triển khai tên lửa tầm xa nhắm vào Israel. Cũng trong ngày qua, lực lượng không quân Israel đã tấn công khoảng 60 mục tiêu trên khắp Gaza, bao gồm các tòa nhà được các nhóm cực đoan sử dụng, kho vũ khí, trạm phóng chống tăng và các cơ sở hạ tầng khác, cũng như loại bỏ nhiều tay súng của nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn trong khu vực, theo IDF. Trong một diễn biến liên quan, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát hôm 16 tháng 5 đã thông qua dự luật buộc Tổng thống Joe Biden phải gửi vũ khí đến Israel. Theo đó, dự luật hỗ trợ an ninh Israel đã được thông qua với 224 phiếu thuận và 187 phiếu chống. 16 nghị sĩ Đảng Dân chủ đã cùng với hầu hết các nghị sĩ Đảng Cộng hòa bỏ phiếu thuận, trong khi chỉ có 3 nghị sĩ Đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống. Dự luật này được cho là sẽ không có khả năng trở thành luật vì cần phải được Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát đồng thuận. Nhưng việc thông qua nó đã nhấn mạnh sự chia rẽ sâu sắc trong năm bầu cử của Mỹ đối với vấn đề Israel.
Đảng Cộng Hòa cáo buộc Tổng thống Biden quay lưng với Israel sau khi đối mặt với các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine lan rộng. Đây là một quyết định thảm khốc có tác động đến toàn cầu. Rõ ràng nó đã được thực hiện như một tính toán chính trị và chúng tôi không thể để điều này tồn tại. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson của Đảng Cộng Hòa nói hôm 15 tháng 5. Đáp lại, Đảng Dân Chủ cáo buộc Đảng Cộng Hòa đang góp méo quan điểm của Tổng thống Biden về vấn đề Israel. Chính quyền Mỹ cho biết đã cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công của Israel vào Rafah, điều mà nhiều người lo ngại sẽ dẫn đến một thảm họa nhân đạo. Chính quyền Tổng thống Biden đang trì hoãn chuyển giao lô bom nặng gần 1.000 ký, đồng thời cân nhắc lại việc viện trợ cho các loại vũ khí khác cho Israel. Nhật Bản vừa lên tiếng phản đối sau tuyên bố chung mà lãnh đạo Trung Quốc và Nga đưa ra sau cuộc hội đàm tại Bắc Kinh, gọi nước xả từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima là nước nhiễm xạ. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 17 tháng 5, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa bày tỏ cực kỳ lấy làm tiếc khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra phát biểu trái ngược với thực tế. Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản xả nước nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi xuống biển. Nhà máy này gặp sự cố nghiêm trọng sau trận động đất và sóng thần vào tháng 3 năm 2011. Ông Hayashi cho biết chính phủ Nhật Bản gửi phản đối ngay lập tức sau khi tuyên bố chung Nga và Trung Quốc bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về nước nhiễm xạ. Tháng 7 năm 2023, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế xác nhận nước xả từ nhà máy điện Fukushima phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu và việc xả nước sẽ gây ra tác động phóng xạ không đáng kể đối với con người và môi trường. Ông Hayashi khẳng định nước xả không gây ra vấn đề gì từ góc độ khoa học. Chúng tôi đã nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ của cộng đồng quốc tế và sẽ đưa ra lời giải thích với Trung Quốc và Nga theo cách thức minh bạch và lịch sự, ông nói. Trung Quốc và Nga cấm nhập hải sản Nhật Bản từ khi Tokyo xả nước từ tháng 8 năm 2023. Hôm 16 tháng 5, các quan chức của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ NASA đã bày tỏ sự kỳ vọng về cơ hội hợp tác không gian với Hàn Quốc trong bối cảnh hai quốc gia này đang mở rộng phạm vi của mối quan hệ liên minh không chỉ trong lĩnh vực an ninh mà còn trong lĩnh vực không gian. Mark Kepin, giám đốc bộ phận vật lý thiên văn của NASA cùng với John Winiewski, nhà khoa học của dự án SpheresX tại NASA, đã tham dự một sự kiện về hợp tác không gian song phương tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Washington, Mỹ. Sự kiện này diễn ra khi Seoul đang chuẩn bị thành lập một cơ quan vũ trụ quốc gia chính thức, được gọi là Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc KASA, tại Sajon, cách Seoul khoảng 300 km về phía nam. Vào ngày 27 tháng 5 tới, KASA sẽ đóng vai trò là đối tác của NASA. Giám đốc Kepin nhấn mạnh, chúng tôi hoàn toàn kỳ vọng về sự hợp tác của hai bên trong tương lai và tin chắc rằng mối quan hệ hai bên sẽ phát triển hơn nữa. Trong khi đó, nhà khoa học Winiewski đã đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng về chuyên môn của Hàn Quốc trong các dự án hợp tác. Đáp lại câu hỏi về lợi ích mà NASA nhận được từ việc hợp tác với các nhà khoa học Hàn Quốc, ông khẳng định Hàn Quốc giữ vai trò quan trọng trong các dự án hợp tác không gian. Theo ông Winiewski, mỗi bên đều có điểm mạnh của riêng mình, và ông nhấn mạnh rằng dự án SpheresX dự kiến ra mắt vào tháng 2 năm sau sẽ bao trùm một phạm vi khoa học đáng kinh ngạc. Theo một quan chức của Viện Khoa học Thiên văn và Vũ trụ Hàn Quốc KASI, cơ sở này được nhà nước tài trợ và đã có những đóng góp cho chương trình SpheresX về khoa học kế thừa, cơ sở hiệu chuẩn và các lĩnh vực khác. Khi được yêu cầu đưa ra lời khuyên cho cơ sở KASA sắp ra mắt, Giám đốc Kepin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rút ra bài học từ những thất bại. Ông nói mỗi khi chúng ta bắt đầu một nhiệm vụ mới, chúng ta cần dành thời gian để suy ngẫm về những gì chúng ta có thể học được từ đó nếu đi đúng hướng. Nhưng chúng ta cũng thường xuyên gặp phải sai lầm trong quá trình thực hiện. Do đó chúng ta cũng cần biến những sai lầm đó thành cơ hội học hỏi. Trong bài phát biểu chúc mừng, Đại sứ Hàn Quốc Jo Hyun-dong tuyên bố rằng mặc dù Hàn Quốc là một quốc gia mới trong lĩnh vực không gian, nhưng họ sẽ nỗ lực để bắt kịp những tiến triển, thành tựu hoặc nỗ lực của những đối tác hoặc các quốc gia khác trong lĩnh vực không gian. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Seoul và Washington đang nỗ lực mở rộng phạm vi liên minh trên nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ, không gian và an ninh kinh tế. Chuyển sang các tin tức xã hội khác, Reuters đưa tin công nhân tại một lò gạch ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ đang phải vật lộn với cái nóng gay gắt trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao do biến đổi khí hậu. Nhiệt độ tại thành phố Ghaziabad, nơi đặt lò gạch, đã lên tới 41 độ C vào ngày 16 tháng 5. Dự báo sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới. Sohal, một công nhân tại lò gạch, nói với Reuters, "Chúng tôi buộc phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt như thế này để kiếm sống. Cái nóng khiến chúng tôi thật kiệt sức và không thể tập trung nổi." Để đối phó với cái nóng, nhiều công nhân đã thay đổi ca làm việc để tránh thời điểm nóng nhất trong ngày. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng khả thi và nhiều người buộc phải chịu đựng sức nóng gay gắt trong nhiều giờ liền. Cục khí tượng Ấn Độ ghi nhận nhiệt độ tối đa là 41 độ C
vào thứ Năm tại Ghaziabad và dự báo thành phố sẽ tiếp tục chịu nhiệt độ cao trong những ngày tới. Theo một nhóm nhà khoa học quốc tế, nhiệt độ khắc nghiệt trên khắp châu Á trong tháng trước có thể là hậu quả của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Hãng tin CNN cho biết hơn 100 người đã tham gia vào một sự kiện độc đáo tại Seoul vào cuối tuần qua, nơi tất cả mọi người hội tụ trên thảm yoga để thực hiện một nhiệm vụ vô cùng khó khăn là không làm gì cả. Sự kiện với tên gọi Ngồi Ngẩn Ngơ Space Out là một cuộc thi không chỉ thách thức về mặt thể chất, mà còn là một cách để thư giãn và tận hưởng thời gian riêng tư giữa một xã hội năng động và cạnh tranh như Hàn Quốc. Trong suốt cuộc thi, người tham gia được yêu cầu giữ tinh thần tỉnh táo trong vòng 90 phút mà không được ngủ quên hay làm bất cứ điều gì khác, kể cả sử dụng điện thoại hay nói chuyện. YouTuber Kim Seok-won, 26 tuổi, cho biết: "Tôi thường xuyên lo lắng và căng thẳng, vì vậy tôi đã đăng ký tham gia vì tôi nghĩ sẽ rất tuyệt vời khi thổi bay những căng thẳng và lo lắng bằng cách ngồi không mà chẳng làm gì cả." Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của hơn 4.000 người, bao gồm cả trẻ em và người lớn tuổi trên khắp Seoul. Đây là năm thứ 10 liên tiếp cuộc thi Ngồi Ngẩn Ngơ được tổ chức, bắt nguồn từ ý tưởng của nghệ sĩ Woo Young. Woo Young từng lo lắng về việc không làm gì cả và nhận ra sự lo lắng này đến từ việc so sánh bản thân với những người bận rộn khác. Cô cho rằng những người này cũng có thể muốn dừng lại và thư giãn giống như cô. Do đó, cô muốn tạo ra một không gian để mọi người có thể tận hưởng thời gian nghỉ ngơi và giảm căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày, nơi mà áp lực và cạnh tranh luôn hiện hữu. Cuộc thi không chỉ là một thử thách cá nhân, mà còn được xem như một tác phẩm nghệ thuật, tạo ra sự tương phản thú vị giữa việc không làm gì và việc sống bận rộn của mọi người. Cuộc thi năm nay đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Kwon Soa, một phát thanh viên tự do với thông điệp "Đôi khi chỉ cần chậm lại là đủ". Gần 2/3 các rạn san hô trên thế giới đã phải chịu áp lực nhiệt nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng tẩy trắng đồng loạt trong năm qua, báo cáo từ cơ quan hàng đầu về giám sát rạn san hô cho biết. Theo cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Hoa Kỳ NOAA, các rạn san hô thế giới đang trải qua hiện tượng tẩy trắng hàng loạt lần thứ tư do biến đổi khí hậu kết hợp hiện tượng El Nino làm nhiệt độ đại dương đạt mức kỷ lục. Thiệt hại nặng nề nhất phải kể đến rạn san hô ở Đại Tây Dương, với 99,7% các rạn trong khu vực bị áp lực nhiệt đủ để gây ra hiện tượng tẩy trắng. Thông tin từ Reuters cho biết, tẩy trắng san hô xảy ra khi các rạn san hô chịu áp lực nhiệt, buộc phải đẩy các loại tảo cộng sinh có màu sắc rực rỡ ra khỏi chúng. Không có các loại tảo này, san hô trở nên nhợt nhạt và dễ nhiễm bệnh. Các nhà khoa học đã ghi nhận tình trạng tẩy trắng san hô ở ít nhất 62 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Ấn Độ và Sri Lanka. NOAA kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực bảo vệ và phục hồi các rạn san hô nhằm đối phó với những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Sự kiện xảy ra vào đầu tháng 5 tại khu vực Nam Thái Bình Dương. Đoạn phim hiếm hoi về một con mực ống khổng lồ trong môi trường sống tự nhiên đã được ghi lại bởi nhóm các nhà khoa học từ Đại học Tây Úc UWA và Kelpie Geosciences ở Anh. Phía bắc eo biển Samoa, các nhà khoa học đã ghi hình ở độ sâu hơn 1 km. Theo ước tính của Reuters, con mực này có kích thước khoảng 75 cm. Điều đặc biệt thu hút sự chú ý là hành vi của con mực. Nó đã dùng xúc tu quấn quanh máy ghi hình vì lầm tưởng đây là con mồi đang tiến gần. Theo trưởng nhóm khoa học Heather Stewart, hai đầu xúc tu của con mực còn có khả năng phát ra ánh sáng sinh học chói lòa trông như đèn pha để thu hút con mồi. Giáo sư Alan Jamieson, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển Sâu Mineral UWA cho biết, việc quan sát mực biển sâu trong môi trường sống tự nhiên của chúng, đặc biệt là ở vùng nước giữa, là một thách thức lớn. Giáo sư Jamieson chia sẻ, nhiều ghi chép về loài này xuất phát từ các vụ mắc cạn vô tình đánh bắt hoặc tìm thấy trong dạ dày cá voi. Vì thế, việc quan sát trực tiếp loài này thật sự rất hiếm khi xảy ra. Đây là loài động vật độc đáo rất ít khi được tìm thấy, nên chúng tôi cần phải chia sẻ thông tin này. Thưa quý vị, một triển lãm mới ở cung điện Buckingham đang trưng bày các bức chân dung hoàng gia Anh trong hơn 100 năm qua. Từ bức tranh màu sắc của Andy Warhol về nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, đến những bức ảnh chụp công chúa Margaret của Cecil Beaton. Triển lãm chân dung hoàng gia Một thế kỷ nhiếp ảnh khai mạc vào ngày 17 tháng 5, giới thiệu hơn 150 bản in ảnh, tài liệu và hiện vật từ bộ sưu tập hoàng gia và cơ quan lưu trữ hoàng gia. Một số trong đó chưa từng được công bố hoặc nhìn thấy trước đây. Chia sẻ với Reuters, một người phụ trách ảnh cấp cao tại Royal Collection Trust, đồng thời quản lý triển lãm cho biết, triển lãm này thể hiện sự phát triển của nhiếp ảnh chân dung hoàng gia trong một thế kỷ qua. Từ sự quyến rũ của xã hội thượng lưu những năm 1920 đến lễ đăng quang của vua Charles
Đệ Tam vào năm 2023. Điểm nhấn của triển lãm bao gồm ảnh đính hôn năm 2023 của quốc vương George Đệ Lục và nữ hoàng Elizabeth, bản in lưới đầy màu sắc của nữ hoàng Elizabeth II bởi Andy Warhol, và chân dung sinh nhật lần thứ 40 của công nương Kate lấy cảm hứng từ một bức tranh trước đó về công nương xứ Wales. Bên cạnh những tác phẩm của các nhiếp ảnh gia hoàng gia truyền thống, triển lãm còn tự hào trưng bày ảnh của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Annie Leibovitz, David Bailey và Rankin. Các tác phẩm này mang đến một cái nhìn sâu sắc và phong phú về cuộc sống cũng như hình ảnh của hoàng gia Anh qua các thời kỳ. Con người không phải là loài duy nhất biết sử dụng công cụ. Một nghiên cứu mới cho thấy rái cá biển, một loài động vật thuộc họ chồn, cũng là những bậc thầy trong việc sử dụng công cụ để kiếm ăn và sinh tồn. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science, rái cá biển là loài cơ hội trong việc lựa chọn công cụ. Chúng sử dụng nhiều loại vật liệu do con người vứt bỏ như chai thủy tinh, mảnh nhựa, thậm chí cả vỏ sò và đá nhọn. Sau đó dùng làm búa hoặc đe đập vỡ con mồi có vỏ cứng như diếm biển, bào ngư, cua, ốc sên hay con giun biển. Việc sử dụng công cụ giúp rái cá duy trì năng lượng cần thiết bằng cách xử lý các con mồi mà thông thường chúng không thể ăn được chỉ bằng cách cắn. Theo nhà sinh vật học Chris Law từ Đại học Texas và Đại học Washington, hành vi sử dụng công cụ để kiếm ăn rất cần thiết cho sự sống sót của rái cá trong môi trường có nguồn tài nguyên hạn chế. Việc này có thể giúp chúng tìm được nhiều mồi hơn để đáp ứng nhu cầu calo cao khi mang thai hoặc cho con bú. Reuters cho biết rái cá biển thường ăn lượng thức ăn bằng khoảng 1/4 trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Số lượng rái cá biển phía Nam hay rái cá biển California hiện chỉ khoảng 3.000 con. Chúng có thể dài tới 1,2 mét, con đực nặng khoảng 32 kg và con cái nặng khoảng 33 kg. Đồng tác giả nghiên cứu cũng cho biết thêm tần suất sử dụng công cụ của rái cá là khác nhau. Một số con dùng công cụ hơn 90% thời gian kiếm ăn, trong khi những con khác hiếm khi hoặc không bao giờ sử dụng. Tuy nhiên, việc ăn con mồi có vỏ cứng có thể làm rái cá bị gãy răng, và nếu không có răng, chúng không thể ăn và sẽ chết. Vì vậy, nhờ sử dụng công cụ, rái cá sẽ ít bị tổn thương răng trong quá trình kiếm ăn. Một cơn bão dữ dội kèm theo gió mạnh đã đổ bộ vào Houston hôm 16 tháng 5 khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, thổi tung cửa sổ các tòa nhà cao tầng và làm khoảng 800.000 ngôi nhà mất điện. Theo thông tin từ thị trưởng John Whitmer, phần lớn khu vực Houston và trung tâm thương mại của thành phố ngổn ngang dây điện. Bên cạnh đó, gió bão đã thổi bay cửa sổ của ít nhất 2 tòa nhà cao tầng, khiến kính vỡ rơi vãi khắp nơi. Giao thông và đèn đường trên toàn thành phố cũng bị gián đoạn. Cơn bão gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ít nhất 4 người thiệt mạng, chủ yếu do cây đổ. Hơn 800.000 hộ gia đình bị mất điện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân. Cơ quan thời tiết quốc gia tại khu vực Houston, Galveston cho biết các cơn bão dữ dội đang tràn qua các quận ven biển kèm theo cảnh báo về gió mạnh và nguy cơ xảy ra lốc xoáy. Các quan chức thành phố cũng đưa ra cảnh báo nguy hiểm do mất điện và rò rỉ khí đốt. Chính quyền địa phương kêu gọi người dân thận trọng và theo dõi các bản tin thời tiết để cập nhật tình hình và đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Các quan chức Nam California hôm 16 tháng 5 đã khởi động sáng kiến kìm hãm sự lây lan của một loài muỗi nguy hiểm đang lan rộng ở khu vực Los Angeles trong 10 năm qua. Loài muỗi này là Aedes, có khả năng truyền các bệnh như sốt xuất huyết, chikungunya và Zika. Theo thông báo từ Trung tâm Kiểm soát Muỗi Vector của quận Los Angeles vào tháng 4, sáng kiến này bao gồm việc thả hàng chục nghìn con muỗi đực đã được triệt sản vào tự nhiên để giao phối với muỗi cái. Phương pháp này gọi là kỹ thuật vô trùng côn trùng SIT, cũng đã được Bộ Thực phẩm và Nông nghiệp California sử dụng để kiểm soát quần thể ruồi giấm địa Trung Hải. Trung tâm Kiểm soát Muỗi Vector quận Cam cũng tham gia vào quá trình này. Ông Steven Vetron, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát cho biết trong thông cáo báo chí, SIT cung cấp một giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường để giảm số lượng muỗi và giảm thiểu sự lây truyền bệnh tật. Các quan chức cho biết muỗi đực đã được triệt sản bằng công nghệ TX. Bên cạnh đó, trứng do muỗi cái giao phối với côn trùng đã triệt sản sẽ không nở, nhờ đó có thể giảm tổng số lượng muỗi theo thời gian. Theo báo cáo KCAL, đợt muỗi đực đầu tiên được thả vào ngày 16 tháng 5. Các đợt thả muỗi bổ sung sẽ diễn ra hàng tuần cho đến cuối tháng 10. Bộ Y tế Công cộng California cho biết, tính đến ngày 3 tháng 5, hơn 20 quận ở California đã phát hiện ra loài muỗi Aedes aegypti, còn gọi là muỗi sốt và vàng da. Các quận Los Angeles và Orange cũng đang đối mặt với loài muỗi Aedes aegypti hay muỗi vằn châu Á.
Tờ Newsweek cho biết muỗi Aedes kháng thuốc trừ sâu và thường đẻ trứng ở nơi nước nhỏ và khuất trong sân nhà hoặc những nơi khó tiếp cận, làm cho việc kiểm soát loài vật nguy hiểm này càng thêm khó khăn. Và tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.